Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin thời sự. Mục Nhịp sống đô thị sẽ phản ánh về những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa Hàm Rồng. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thanh Hóa lần thứ 9 với sự tham gia của 540 vận động viên đến từ các phường, xã, đơn vị của thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết các mối quan hệ xã hội, làm động lực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sau lễ khai mạc, diễn ra các nội dung thi đấu của 6 môn là bóng đá, bơi, vợt vi nam, điền kinh, cờ tướng và kéo co. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với trường tiểu học Minh Khai 1 và trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc với trường tiểu học Minh Khai 1 và trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh cùng đoàn công tác của thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, đã khái quát rõ hơn với đoàn về chất lượng giáo dục của thành phố Thanh Hóa trong những năm qua, trong đó nhấn mạnh về cách làm xã hội hóa và đổi mới trong phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã cảm ơn lãnh đạo thành phố, các trường học đã tạo điều kiện cho đoàn được đến thăm và làm việc, tiếp thu các kinh nghiệm quý báu trong công tác dạy và học. Trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ hội Đức Thánh Cả Lê Uy Trần Khát Chân. Đền thờ Đức Thánh Cả Lê Uy Trần Khát Chân nằm trong làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, là di tích lịch sử, văn hóa, có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Lễ hội năm nay được tổ chức gồm phần lễ và phần hội, với nhiều hoạt động nghi lễ và trò chơi, giao lưu văn nghệ, được đông đảo nhân dân tham gia ủng hộ. Việc duy trì tổ chức lễ hội truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của di tích nói riêng và của làng cổ Đông Sơn nói chung. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp dạy nghề làm tranh gạo rang cho người khuyết tật và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Các học viên tham gia lớp học sẽ được hưởng mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Học viên hoàn thành khóa học đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận học nghề và giới thiệu việc làm. Từ ngày 25 tháng 2, cùng Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa bắt đầu triển khai công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua hoạt động cấp căn cước công dân. Tài khoản định danh điện tử gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Công dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân, nếu có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử, sẽ được cán bộ tiếp dân hướng dẫn các thủ tục để thực hiện. Trường hợp muốn tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì công dân cần mang các loại giấy tờ gốc để đối chiếu. Tài khoản định danh điện tử được tạo dựa trên số định danh cá nhân, tức là số căn cước công dân. Vì vậy, mỗi công dân sẽ chỉ có một tài khoản định danh điện tử duy nhất và có thể sử dụng thay thế căn cước công dân vật lý cùng các loại giấy tờ khác đã được tích hợp. Hiện tại, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử chưa bắt buộc, nhưng cơ quan công an khuyến khích công dân nên làm. Bởi tới đây, việc thực hiện các dịch vụ công sẽ hướng tới sử dụng tài khoản định danh điện tử thông qua các nền tảng số. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 57 năm, khu vực Hàm Rồng là trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ. Đặc biệt vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 1965, Hàm Rồng như ngập chìm trong khói lửa chiến tranh.
Thế nhưng vùng đất Hàm Rồng hôm nay đã thực sự hồi sinh và đang bừng lên sức sống mới, cùng hòa nhịp với thành phố trẻ năng động bên bờ sông Mã oai hùng. Trên vùng đất lửa Hàm Rồng, nơi ghi dấu bằng chi chít những hố bom, nay đã mọc lên những tượng đài, những công trình văn hóa lịch sử, khu du lịch, khu đô thị, cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ. Đảng, nhà nước cùng với thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục tạo nên thế đứng mới cho Hàm Rồng. Những câu chuyện về cây cầu Hàm Rồng huyền thoại và những người anh hùng đã xả thân bảo vệ cầu và mảnh đất Hàm Rồng vẫn hàng ngày được các thầy, các cô kể lại nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng quá khứ, trân trọng sự hy sinh xương máu của biết bao người đã ngã xuống trên mảnh đất Hàm Rồng để mang lại cuộc sống hạnh phúc và yên bình cho thế hệ trẻ hôm nay. Trên dòng sông Mã, ngoài cây cầu Hàm Rồng lịch sử, giờ đây đã mọc nhiều cây cầu mới để những dòng người, dòng xe nối đuôi nhau ra Bắc vào Nam. Đặc biệt hơn, 10 năm trở lại đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư vào các dự án phát triển Hàm Rồng. Bên bờ Nam Sông Mã là dự án 4 làn đường nhựa được thi công để phát triển tour du lịch từ Sầm Sơn đến khu sinh thái Kim Quy. Ngay bên chân cầu Hàm Rồng, Công ty Hoàng Long đã và đang triển khai chương trình du thuyền ngược xuôi sông Mã, chở khách du lịch khám phá Hàm Rồng, khu sinh thái Quảng Cư, đền Độc Cước, khu sinh thái Trường Lệ, Sầm Sơn. Khu vực làng cổ Đông Sơn là nơi cất giấu vũ khí của ta và là túi bom của Mỹ. Năm 1990, nơi đây đã phát hiện tầng 2 của động Tiên Sơn kỳ thú. Năm 2000, dự án bảo tồn những di sản văn hóa tại khu vực này đã được triển khai với diện tích rộng trên 500 hectare thuộc khu vực làng cổ Đông Sơn và 7 núi rồng được quy hoạch nằm trong vùng sinh thái du lịch Hàm Rồng. Cùng với đó là rất nhiều công trình, dự án xây dựng, trùng tu lại các công trình của Hàm Rồng như quảng trường Hàm Rồng, tượng đài thanh niên xung phong, thiền viện Trúc Lâm, các đền, chùa, miếu mạo, các khu di tích lịch sử, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, đang tạo ra dáng vóc mới của một phường Hàm Rồng huyền thoại. Hàm Rồng, vùng đất tan hoang vì bom đạn ngày nào của xứ Thanh, đang hàng ngày hàng giờ thay ra đổi thịt, góp phần làm nên một diện mạo mới cho quê hương trên con đường xây dựng và đổi mới quê hương đất nước. Là một công dân của Hàm Rồng sinh sống ở đây đã lâu năm rồi, tôi thấy Hàm Rồng ngày nay so với Hàm Rồng ngày xưa khác hẳn 100%. Nếu như là những người công dân hoặc là người con Hàm Rồng mà đi công tác xa hoặc là ở địa phương xa về đây, nhiều khi lạc bởi vì nó sự thay đổi kể cả về đô thị và cả suy nghĩ tầm nhìn của con người Hàm Rồng. Đặc biệt trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hàm Rồng đã khắc phục khó khăn, thi đua đoàn kết, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đảng ủy, kế hoạch Ủy ban Nhân dân và các nhiệm vụ cấp trên giao. Những thuận lợi trên đã tạo nhiều bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong những năm tới thì địa phương chúng tôi tiếp tục là phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu để phát triển du lịch về nội hàm. Tại địa phương thì chúng tôi cũng vận động nhân dân thực hiện tốt công tác du lịch cộng đồng, phát triển một số các ngành nghề, rồi là sản xuất một số các cái mặt hàng phục vụ cho du lịch, đặc biệt là những cái mặt hàng mang tính truyền thống cũng như là quả lưu niệm tại địa phương. Theo đó nữa thì địa phương cũng định hướng là phát triển cái ngành dịch vụ thương mại, trong đó có một số cái mặt hàng ẩm thực, thế rồi là một số các cái mặt hàng cây con có giá trị kinh tế cao. Vùng đất ghi dấu ấn trong lịch sử đang thật sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để một lần nữa xứng danh với thế đứng Hàm Rồng hôm nay. Chuyên mục truyền hình thành phố hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.